Em chào cô chú anh chị. Hôm nay em đang có mặt ở nhà trọ quận Bình Tân. Thì chị Thoại cũng có gọi điện thoại và liên hệ với em. Chị chưa có chia sẻ là cuộc sống của chị hiện tại rất là khó khăn và chồng chị thì bỏ đi. Còn chị thì đang mang bầu một người con 2 tháng tuổi, bầu thì yếu. Còn một đứa con trai thì hiện tại đang học. Cũng không có thể nào lo tiền cặp sách tới trường, nên là chị cũng gọi điện thoại mong là được bà con giúp đỡ cho con của chị được cấp sách đến trường như bao người khác. Thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị vào bên trong dãy nhà trọ để mà cùng nghe những lời chia sẻ của chị Thoại ạ. Dạ em chào chị Thoại. Dạ. Chú chào con nha, sao khóc với chị? Là cuộc sống của mình sao chị chia sẻ để mà các cô chú biết đi chị. Dạ em có một đời chồng trước thì có 2 đứa con, đứa lớn của em đã có gia đình rồi, còn bé nhỏ thì sống với em 11 năm em mới lấy chồng. Em mới quen biết một cái anh này ở Tiền Giang á, thì sống được gần 2 năm cũng kêu em để có con. Hiện giờ em để lên có con á thì anh trốn tránh trách nhiệm, anh không có quan tâm gì tới hết á. Em có thai thì em có báo với ảnh, trong khi đó em đi làm á thì bị động thai, bị đau huyết, mà em điện thoại nhắn tin thì anh không có bắt máy, anh không có không trả lời, tắt vô âm tính luôn. Thì con em thì giờ nó đang học online, nhưng mà tiền hồi lúc trước á, năm rồi đến năm nay em chưa đóng với nhà trường, cứ điện đòi em hoài à, cho nên nó là em không có khả năng để đóng tiền cho người ta. Với lại cuộc sống của em bây giờ rất là khó khăn. Với hai nữa thì giờ em lỡ có thai rồi em cũng muốn giữ lại, em muốn là dưỡng lại để mà trời cho em mà, thì muốn dưỡng lại để mà sinh nó ra, chứ giờ em bỏ thì tội quá, nên ai cũng khuyên thôi để luôn đi, em mới để. Dạ, nhưng mà em cũng xin phép hỏi chị xíu là trước đó 2 vợ chồng mình có lục đục gì không chị ha? Dạ không, mà em theo thời gian á, mà em chung sống thì em cũng không biết là cái người này đi lừa gạt em nữa. Hồi lúc trước á, thì hai mẹ con em sống rất là thoải mái, tuy cuộc sống nó không có được giàu có như người ta, nhưng mà hai mẹ con có thể là có gì ăn đó, nó không có đến đổi mà tới bây giờ. Nhưng mà khi em sống với người này á, thì em đi làm á, có tiền thì ảnh kêu em đưa tiền cho ảnh đi buôn bán, em nghe lời ảnh đưa tiền cho ảnh đi buôn bán đi, càng ngày thì ảnh càng bắt tâm vô âm tính luôn. Đầu tiên thì về được ngày 2 ngày, về được lần 3 4 ngày thì về, cái tháng cũng không về luôn. Em thấy vậy em có thai cái em mới điện thoại là đổi số điện thoại đâu mất luôn, em cũng không biết luôn, không điện về luôn, cũng không nói năng gì hết trơn á. Giờ em cũng không biết nhà ảnh ở đâu luôn á, cũng không biết quê, chỉ biết quê ảnh Tiền Giang thôi, chứ còn cụ thể gia đình thì em cũng chưa có về tới dưới nên em cũng không biết nữa. Nhưng mà em lên cái Facebook của ảnh á thì em thấy là ảnh tán rất là nhiều người, là toàn lớn lớn tuổi không mà, để mà lừa đảo người ta để mà lấy tiền mà sống thôi. Cho nên từ đó trở về sau em thấy vậy thôi, em bỏ cuộc. Là hồi trước là anh với chị quen nhau là 2 gia đình cũng không có quen biết hả? Không ai biết ai hết trơn, chỉ là tự tại vì ảnh cũng có vợ có con rồi, em thì cũng có gia đình mà anh thôi, em 11 năm rồi thì em mới thấy vậy. Ở dưới đây có 2 mẹ con thôi, thấy cũng nó bơ vơ quá đi, nên là em mới thấy quyết định em sẽ sống với ảnh. Mà sống với ảnh thì em cũng không ngờ là ảnh lại lừa dối em tới cỡ như vậy. Tiền bạc của em nó làm bao nhiêu thì ảnh cứ ngày ảnh lấy một ít một ít một ít, em nói đi buôn bán cứ hết tiền anh chạy về anh lấy, hết tiền chạy về anh lấy riết giờ 2 mẹ con em không còn anh gì trơn. Cũng như là ngày xưa là chồng chị có ở mà chung với chị luôn không hay là Có ở ảnh ở ngoài? chung với em, khi mà mấy tháng nay nè em có thai á là ảnh không còn liên lạc với em nữa. Tức là ảnh không nghe, là em có điện cho cháu chồng em ở bên quận 8 á, thì cháu chồng em á mới nói là em mới nói cháu chồng em có biết anh Tuấn ở đâu không, chỉ giùm mợ đi, giờ mợ đang có thai mà mợ ra huyết quá trời, mợ đang ở quất gánh mà mợ không có tiền, kêu á là cậu con gửi tiền cho mợ để mợ dưỡng thai. Thì cháu chồng của em mới nói là
con không biết, mợ đừng có hỏi cái người đó với con. Em mà giờ mợ có thiếu tiền á thì mợ qua đi con cho mợ tiền, nhưng mà dưới điều kiện là mợ phải bỏ chứ còn hả mợ đẩy là con không có giải quyết nữa. Thì giờ lúc đó em cũng không có tiền đó. Em ở đang ở bên Quốc Ánh á, bệnh là em cũng không có tiền, em cầm có đó bông 2 triệu mà không có đủ đầu đâu hết trơn á. Cái nó chỉ đường cho em đi qua bên quận 8 á, ở bên quận 5 á thì em lấy 2 triệu rưỡi, nó con cho mợ về á. Mà bỏ đi mà đừng có để con người của ổng không có lo cho mợ được đâu. Ổng nhiều con lắm chứ không phải mình mợ. Lại nghe nói như vậy là em đã nản rồi. Nản quá trời nản rồi. À, tới thời điểm giờ là đứa bé còn giữ không chị? Còn anh, còn em 3 tháng rồi, 11 tuần này, 11 tuần mấy, 12 tuần rồi. Lúc đầu á em đâu có đi làm được đâu. Em ra huyết quá trời tháng đầu á. Em ra huyết quá trời luôn, là lúc là em nhắn tin em thấy á, em thấy ở trên YouTube là em thấy anh giúp đỡ những người người khó khăn á. Em mới mạo muội em nhắn tin cho anh Đại luôn á. Em không biết có được hay không đó. Thì em thấy anh trả lời em rất là mừng. Lúc đó là em rất là khó khăn luôn á. Em cần tiền để mà đi bệnh viện, sức khỏe mà lúc đó là yếu dữ lắm luôn. Em cần cái sự đàn ông để che chở, mà nghĩ sao mà bỏ em tới giờ này luôn. Tới giờ cũng không nói tiếng nào luôn. Rồi có tiền nhiêu là lấy tiền thì phát cho chị luôn hả? Dạ đúng rồi, hồi lúc chưa có mang bầu á thì anh nói em anh đi buôn bán, anh đi buôn bán cua, anh đưa tiền cho đi buôn bán lúc riết càng ngày càng hết, càng ngày càng càng không thấy tiền đâu hết trơn á, về giấu giếm tiền á. Nhưng mà hồi xưa là chị ở chung gì rồi chị biết là chồng cũng buôn bán không? Không, không có buôn bán gì hết á. Hồi lúc đó là em gặp ảnh á, ảnh là một người thiếu nợ người ta. Em mới thấy em có phiền, em nói thôi bây giờ anh về anh sống với mẹ con em á thì á em sẽ trả nợ cho anh để mà về anh lo làm ăn. Thì hứa với em là về lo làm ăn không ăn chơi nữa. Khi mà em trả cho xong rồi về với em xong rồi bắt đầu bỏ đi theo người đàn bà khác. Là hôm đó em mang thai lần đầu á là bị hư, em đi xử lý hàng ở ngoài Đồng Nai, ngoài em đi xa quá rồi về công ty nó kêu em đi á, xa quá về cái em không biết mình có thai nữa, cái đầu bị hư hư là ra huyết nhiều quá em mới bỏ. Đợt đó em mới bỏ, mấy tháng sau này em mới có con lại nữa Cũng mà như không cái lần đầu mà có bầu là chồng chị né nữa rồi lúc mà né rồi, mà em không có biết, em không có biết là người ta lừa đảo như vậy. Em đâu có biết, mình cứ nghĩ là em cũng đâu phải là cô gái ăn chơi gì đâu, có con rồi đi làm nuôi con thôi chứ em đâu có biết ăn chơi ở ngoài ra làm sao đâu. Em cứ nghĩ người ta mắc kẹt công chuyện cho nên người ta không có lo lắng cho em. Khi em nghe bạn bè đồ nói mày mày khờ quá. Buồn chứ, cái người chồng đầu tiên đã khổ rồi. Em muốn dựa dẫm một người này tuy nghèo nhưng mà biết lo làm ăn, nhưng mà em không ngờ được người ta gạt em nữa. Nhiều khi mà lúc em không có tiền á, em thấy người ta đã gạt mình như vậy rồi, hai mẹ con không còn tiền nữa. Rồi em định là qua năm này dù em có con em có lên lớp hay không lên lớp gì chắc em cũng cho nó nghỉ, chứ em nuôi không nổi, em lo cho nó vô lớp 6 không nổi. Tại ở đây á là tiền nhiều quá, cho nó đi học ở đây mà tiền nhiều quá em không có khả năng để cho nó đi học. Là bé hồi xưa giờ là chị nuôi là học ở Sài Gòn luôn á chị? Dạ đúng rồi, học trường Tân Tạo A đó anh, học giỏi lắm, học toàn là xuất sắc cái tiên tiến Năm nay học lớp mấy vậy chị? lớp lớp năm không còn Có học mấy rồi con? lớp năm Có học giỏi không? Rồi từ bữa giờ con học đều không? Đều
là chị cũng nói là hiện tại là mình cũng không có tiền để mua sách vở cho bé hả chị? Dạ không, em đặt đã sách rồi, nhà trường có khi em đặt sách mà em không có tiền đi lấy. Rồi mà khi mà con nghe mẹ con nói là mẹ cho con nghỉ học rồi, rồi con có buồn không? Có. Mà con có muốn học nữa không? Phải ráng học nha. Bây giờ là nếu mà mẹ khổ vậy á, rồi con đi học rồi con có vừa làm vừa học phụ mẹ được không? Không biết nữa. Là hai mẹ con ở trong cái phòng này hả chị? Dạ đúng rồi. Cái phòng này rộng chắc được mét mét rưỡi không chị? Dạ chắc khoảng đó anh. Dạ, chiều rộng có Chứ một mét ở rưỡi. đây mà anh mướn nhà ấy thì tới triệu mấy lận. Dạ. Nên hai mẹ con quyết định ở đây. Là hồi trước giờ là chị với chồng chị rồi với thằng bé này ở đây luôn hay sao? Không, lúc trước thì em nghe lời ảnh á, thì em đi xuống ở dưới Bình Chánh á, em ở dưới á, tặng cho ảnh đi buôn bán. Nhưng mà khi anh bỏ em về dưới thì chưa được 1 tháng nữa là anh bỏ em, cứ 5 3 ngày là anh đi 5 3 ngày anh về lần, có khi nửa tháng anh về lần. Em thấy vậy thôi em dời lên đây, hai mẹ con dời lên đây cho nó đi học cho nó gần á. Thuê nhà cũng là nhà trọ nhưng mà kiểu như ở đồng ruộng á, ở dưới đồng ruộng á, nó hơi rộng hơn cái này tí xíu, nhưng mà tới 1 triệu mấy lận, mới tới 1,4 triệu lận. Là chị với chồng chị quen nhau là cả hai gia đình chưa ai biết hết hả? Dạ chưa ai biết hết. Rồi chị vậy á, rồi chị có buồn, những lúc buồn chị hay chia sẻ cho ba mẹ biết không? Em đâu dám đâu, ba em thì có vợ khác, mẹ em thì có gia đình khác, em bơ vơ từ nhỏ tới lớn mà, tự lập mà. Cũng như ba mẹ mỗi người một nơi hết, Dạ mà đúng rồi. chị cũng lớn lên cũng bươn trải một mình. Dạ đúng rồi. Thì em nghĩ vậy em mới thấy là người này cũng thôi vợ, chứ trên Sài Gòn này mà anh đâu có quen ai mà được đâu, người ta có vợ hết nè, quen tầm bậy bạ chúng quýnh sao. Anh nói với em thôi vợ, thì em có tìm hiểu được á là thôi vợ, em sống với anh thời gian em cũng không thấy vợ con anh điện, thì em nghĩ là anh thôi vợ thật sự rồi, muốn lo làm ăn. Nhưng mà em cũng không ngờ là em không biết cái con người của anh như thế nào luôn á. Hồi xưa giờ ở với chị là chị lo ăn uống rồi tiền nhà chị đóng hết luôn á. Dạ đúng rồi. Đi làm á, thậm chí đi làm với cháu ảnh á, em phiền riết ảnh mới đi làm, đi làm điện cho cháu ảnh. Nhưng mà đi làm mấy tháng trời cho em được có 1 triệu một thôi, chỉ duy nhất chỉ có 1 triệu thôi, còn nhiều tiền em không biết đi đâu. Lo ăn lo uống, lo ăn lo uống, hôm đi làm hộ, hôm đi này kia, đi đi tùm lum hết trơn á, mà em không có thấy tiền ở đâu hết trơn á, toàn là em lo không à. Còn mà về mà chị nói là thai yếu đó, là bây giờ là mình phải uống thuốc đều hả chị? Dạ đúng rồi, em có mua thuốc á, tại vì hồi lúc mà em nhắn tin cho anh á, lúc đó là em ra quyết nhiều quá, em không có tiền, em cũng không biết chạy đâu nữa. Cái dịch này bà mượn bạn bè thì ai cũng, người ta cũng đâu có tiền đâu mà cho mình mượn nhiều đâu. Cho nên nó là cháu chồng em nó cho em được 2,5 triệu, với bữa bữa em cầm ở đâu bông được 2 triệu. Thì em có đi qua bên bệnh viện Quốc Ánh á, em lấy thuốc là em uống thuốc tới dài tới giờ bây giờ luôn, thì nó ngưng ra huyết rồi, nó không còn ra huyết nữa. Nhưng mà thai em thì rất là yếu, bác sĩ viên em thì nên nó là dưỡng, mà kiểu như là mình nằm bệnh viện đi, và bệnh viện nó có một cái bảo hiểm á, và bệnh đỡ tốn tiền. Nhưng mà em đi lên nằm đó thì con em không ai chăm hết, là em ráng cố gắng để vượt qua. Cái nhiều khi vô trọng em mệt quá em đâu làm nổi đâu, mấy chị cán bộ trọng kia em đi nghỉ đi, cho ngồi nghỉ không cho em làm. Em nghĩ là cái người này sống chỉ bám váy phụ nữ mà sống thôi, chứ thật tình là anh không có thương ai hết, anh chỉ biết thương cái thân ảnh thôi. Nếu như người phụ nữ nào có tiền á thì ảnh sẽ quen biết được, ảnh sẽ lừa gạt người ta, ăn hết tiền thì ảnh cũng đi thôi. Em là theo em đó là thời gian sống gần 2 năm, nhưng mà khi em yêu ảnh, thương ảnh là để mà sống có cuộc sống hạnh phúc trong gia đình với bạn bè như người ta,
Thì khi em ngộ nhận ra được em có con á, anh bỏ em trong cái lúc mà em cần anh nhất á, là em biết được là con người của ảnh là rất là lừa đảo. Ảnh không có thương ai ngoài bản thân ảnh hết trơn, anh chỉ thương tiền với lại là thương bản thân ảnh thôi. Cho nên là em hy vọng rằng á, những người phụ nữ nào mà chấp phải với em á, mà gặp được cái người đó nên tránh xa ra một chút đi, đừng bao giờ mà lại gần nữa. Tại anh biết em nằm đây chứ em suy nghĩ nhiều lắm. Thì khi tới mà em sinh là em biết là như thế nào nữa, tới em sinh là em biết là em đi sinh ra sao nữa. Em rối lắm luôn á, em nói thiệt luôn á. Đi sinh rồi con em ai là ai chăm nó, rồi trong khi em nằm bệnh viện có một mình em thui thủi, rồi em không biết làm sao chạy giấy tờ này kia kia nọ, em cũng không biết làm sao luôn. Nhiều khi em nằm em nói thiệt với anh, em mà không có thằng nhóc này là em uống uống thuốc tự tử mắc rồi, chứ em không có để bây giờ em sống đâu. Bây giờ là chị cũng cố gắng quá, bây giờ cái chuyện gì nó qua cũng đã, mình đã qua rồi. Em hiểu được cái cảm xúc của chị là chị cũng chứng kiến là ba chị với mẹ chị mỗi một mỗi nơi, và xong rồi đó là chị cũng lập gia đình và chị cũng gãy gánh. Chị Dạ. cũng mong là con của chị sau này cũng có một cái gia đình, cũng giống như là chị cũng muốn là mình cũng không bị gãy gánh như gia đình mình nữa, Dạ nhưng đúng mà rồi. chẳng may thì chị gặp sự cố tiếp theo. Dạ đúng rồi. Nhiều khi em thấy em có lỗi với con em. Mười mấy năm em sống như vậy, hai mẹ con, giờ lớn của em thì giờ nó có gia đình. Cuộc sống của nó tuy là khổ nhưng mà có thể là nó được hạnh phúc bên vợ con nó, em cũng rất là mừng. Nhưng mà chỉ có thằng này em rất là có lỗi với nó. Là chỉ có hai người con thôi hả chị? Dạ đúng rồi. Em rất là có lỗi với thằng nhóc này. Ngày xưa hai mẹ con á, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, nghe lời dụ ngon dụ ngọt. Bây giờ mẹ con không còn được cái gì hết, ngừng ôm thêm một bụng bầu nữa. Em có thể cái em đau dữ lắm luôn. Hồi đó hai đứa con trước cũng vậy, em đi sinh cũng đâu có ai đâu, là em nghĩ rằng là em không bao giờ em lấy chồng nữa. Thế giờ này con em thằng này đang 13 tuổi rồi đấy, chứ cha nó cũng đâu có phụ cấp cho em được cái gì để nuôi đâu, cũng tự mình em nuôi không chứ đâu ai nuôi cho được cái gì đâu. Thậm chí bây giờ này nhà ổng mà em cũng không biết nhà ổng ở đâu nữa. Thôi chị cũng cố gắng lên đi, thì hôm nay á, em cũng tới đây em cũng chia sẻ cho chị một của Mạnh Hùng Quân gửi cho mình một ít tiền để mà lo cho con chị có sách vở đến trường để học nha chị. Dạ. Thì có sư cô bên hội từ thiện đi viện thiện Úc Châu gửi cho mình 1 triệu đồng, cô Hằng ở Mỹ gửi cho mình 1 triệu đồng là 2 triệu đồng, gửi cho mình để mà mình có tiền để mà trang trải việc học của con chị. Dạ. Chị thì cũng có việc làm nè, nên Đúng là rồi. chị cũng là làm vừa sức thôi để mà giữ lại cái mà đứa bé của chị nha, đứa Dạ. con của chị. Dạ. Em cũng rất cảm ơn sư cô với lại chị Hằng đã có một cái tấm lòng từ thiện để cho giúp đỡ mẹ con em trong cái lúc này để vượt qua khó khăn. Thì em cảm ơn anh cũng đã tận tình xuống đây để giúp đỡ cho mẹ con em. Chị em gửi chị 2 triệu, chị coi mua sách vở cho bé, rồi Dạ. còn nhiêu chị mua thuốc uống nha. Dạ em cảm ơn anh. Thì chúc chị sức khỏe, cũng đừng có buồn nha chị. Dạ. Qua rồi mình để cho qua đi, bây giờ là chị lo cho việc học của con chị đi, Dạ. cho chị đừng khóc nữa, khóc mình buồn thêm á. Em biết là chị khóc vậy thì chị cũng đỡ buồn, nhưng mà khóc lần này thôi, không khóc nữa nha, Dạ. khóc lần này thôi. Buồn rồi mình khóc 1 lần thôi, không giờ khóc nữa, chị đừng khóc nữa, khóc 1 lần thôi. Khóc khi nào mà chị cảm thấy là chị khóc để mà quên hết á, rồi sau này á, chị gán làm để mà nuôi con của chị, chứ mình không có ở nhà mình khóc mỗi ngày nha chị. Dạ. Đừng có rầu rĩ nữa, chị hãy nhìn về tương lai, nuôi cho con bé nó học đi. Dạ. Em Dạ cảm ơn anh.
Dạ rồi, em xin phép em về nha, giữ gìn sức khỏe nha. Có dịp thì Dạ. em xuống thăm gia đình nha. Dạ. Con gắng học giỏi sau này phụ mẹ nha. Dạ. Thì con có muốn nói gì với các ông, các cô, các bà không? Con cảm ơn người giúp đỡ mẹ con với con. Ừ, gắng học giỏi nha. Rồi chú về nha, có dịp chú xuống. Đây là hai mẹ con sống trong cái phòng trọ này rất là nhỏ luôn cô chú anh chị. Cái chiều dài á thì được khoảng 3 mét thôi, chiều rộng khoảng 1 mét rưỡi. Chị giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, Rồi em cảm ơn. cũng xin phép em về. À, đừng khóc nữa. Dạ. Dạ.